Kênh điện tử Giao Phát xin chào anh chị ạ. Video này thì chúng ta sẽ đến Trảng Bom Đồng Nai để cùng anh kỹ thuật sửa cái kênh điện tử cân heo anh chị ha. Đây là cân heo cảm biến dưới cho nên là môi trường ẩm nè, chuột nè, nó hay chui rút vào và nó cắn dây tín hiệu. Và cái dấu hiệu của cái việc mà cân bị hỏng hoặc là cân bị chuột cắn dây tín hiệu á, nó làm cho cái cân nó không còn chính xác nữa. Và thường thì chúng ta tự kiểm tra bằng cách là chúng ta sẽ đứng ở bốn cái góc cân á, thử xem là nó sẽ bằng ký hay nhau hay không. Thì bây giờ anh kỹ thuật anh sẽ đứng lên ở bốn góc cho mình cùng quan sát ha. Ví dụ góc này thì ảnh là đứng lên nó hiện là 133 kg ha, nhưng mà góc khác thì nó không còn đều nữa, nó có 21 kg à. Như vậy cái góc 21 kg này nè, nó bị vấn đề rồi. Hay là còn cái góc này thì nó là bao nhiêu, cũng là 120 mấy kg ha. Rồi thì bây giờ còn góc thứ tư thì thử xem là nó sẽ như thế nào. Rồi anh chị thấy à, nó cũng chỉ có 50 mấy kg. Như vậy dựa vào dấu hiệu này chúng ta biết được là hai cái góc cân nó có vấn đề, có khả năng là chuột nó cắn hai góc rồi. Và thực tế là sau khi mà anh kỹ thuật anh tháo ra thì mới phát hiện là hai góc cân đã bị chuột cắn đứt dây. Và công việc của anh kỹ thuật bây giờ đã tìm ra cái nguyên nhân rồi, bây giờ sẽ tiến hành tới cái việc mà khắc phục là nối dây tín hiệu. Trong cái cân heo điện tử thì cái giải pháp tiết kiệm nhất là vẫn là nối dây, nhưng mà sau khi nối xong thì anh chị cẩn thận là chúng ta không hạn chế cái việc xịt rửa cân anh chị ha. Và bảo dưỡng cân xong thì anh chị sẽ thấy được là cái cân nó sẽ được chuẩn xác như lúc ban đầu, bằng cách là chúng ta sẽ dùng những cái bao cám, chúng ta sẽ thử lại cái mức độ chính xác của cân nó là bao nhiêu ha. Ví dụ như một bao chúng ta sẽ là 25 kg, chúng ta sẽ cho rằng là 25 kg, thì bỏ lên 4 bao thì nó sẽ hiện ra đúng bon 100 kg cho mình. Mình sẽ yên tâm rằng là mình sẽ tiếp tục cân heo anh chị ha. Như vậy xem xong video này mà anh chị cần cân điện tử Gia Phát đến sửa cân điện tử tận nơi cho mình ở Trảng Bom hay là những nơi lân cận, thì anh chị cũng thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trong màn hình, đó là 0909 89833, thì cân tử Gia Phát sẽ đến tận nơi để sửa cân cho anh chị. Và dĩ nhiên sau khi sửa xong thì vẫn có đảm bảo rằng là cân sẽ được chuẩn xác trong một thời gian dài, anh chị yên tâm sử dụng tiếp ha. Còn nếu như mà anh chị quan tâm đến cân điện tử cân heo cảm biến trên nó bền hơn và nó không có hư hỏng lặt vặt như thế này nữa, thì mình có thể quan tâm đến dòng cân điện tử cân heo cảm biến trên của công ty Cân Tự Gia Phát anh chị ha. Một lần nữa kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này, và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.